Kính thưa quý vị, các nhà khoa học đang thâu hình chú đười ươi tí hon đang chạy nhảy tại công viên quốc gia Wanda, tin từ Wanda. Hai chú bé đười ươi sinh đôi đang đùa giỡn dưới công viên quốc gia Wanda đang được các nhà nghiên cứu sinh vật học Hoa Kỳ thu hình nhân chuyến công tác tại quốc gia Wanda. Đoạn clip video do nhà khoa học Oliver Ryder thực hiện trong suốt thời gian hiện diện tại khu vực rừng rậm Wanda. Giống đười ươi thuộc loại hyqua to lớn dưới sự giám sát từ cơ quan bảo vệ sinh vật Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Wanda đáp ứng lời kêu gọi tiến hành hoạt động để bảo vệ giống đười ươi hyqua quý hiếm. Hyqua nằm trong danh sách 10 giống đười ươi đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trước tình trạng khai khẩn và phá rừng từ con người. Tiến sĩ Ryder đang ở trong vai trò cố vấn chính phủ Wanda tiến hành dự án khôi phục lại giống đười ươi Wanda, và sở thú tiểu bang San Diego sẽ là gạch nối trong các chương trình phục hồi lại loài động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng này.